Ôi, cô mất trong máy tròn đồ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game nhé. Lần này mình sẽ chơi trò thác tinh tôm này. Trang phước này. Chọn nhân vật tôm. Và bắt đầu chơi. Này mình phải cân chỉ âm lượng vì nhầm nhạc quá to. Quên quên mình quên mất, quên chưa mở khóa cái này. Rồi cô mạng nào giúp nhau quên chào quên chữ viên đá đang lăn lóc giữa đường. Mà này vừa chướng này vừa cứng dễ thôi. Đây là nơi của các dũng sĩ đang tập luyện. Chuyển sang khu hạ tầng. Đi tiêu đoạn này. Nhận được 2 cái. Rồi. Cho tiếp theo Running Pet. Bắt đầu vẫn chưa thôi. Chúng mình đang chờ vẫn ấy. Nhưng mà chỉ được vài giây sau là hết rồi. Cái cung này mình sẽ không vào. Đó là
khu vực hoàn toàn như thế. Hình như mình chỉ chạy được hai nơi, hai giống phi và cây đều cao thôi. Đây là mình bỏ tiền ra mua nội thất trong nhà, đẹp mọi khóa như vậy. Sao một căn phòng khác à? Cái gì vậy? Đây. Sony đạt. Chọn nhận vật khác. Đây. Mình mua vật trong giống xa đâu. Rồi vào đánh chuông xem. Why you?
for this? Rồi mình chơi đến đây thôi. Trò tiếp theo Subway Surfer. Nên được phần thưởng hàng ngày. Bắt đầu chơi. Ôi, không nhảy lên được. Trò tiếp theo. Bắt đầu mua nội thất. Ghế sofa này. Cái này giống cái bàn này.
Ừ, đi rồi. Trò tiếp theo, ta mà cái này không biết nên đi đường nào đây. Chia hai rồi. Chờ tiếp theo. Sao vừa đến đi coi.
Rừng rừng đã biết này. Gần về đến đi rồi đấy. Tìm mới giống chiếc xe này. Trò cuối cùng. Bull Run. Bắt đầu đi. Ui, chọn trong quà thôi. Số 32. Ô được ăn nhá. Mình chơi. Mình chơi thử màn vô tận xem. Không trong 48 rồi. Ôi. Ba mươi hai A luôn. 64. Bây giờ đến phần A. 256. Ui.